Nói là à, chúng ta tạo nhiều tài khoản thì <laughs> lý do này là nó như thế nào Ok nhá, hôm nay là mình sẽ à, cố gắng à, cùng anh em để giải thích Mình sẽ giải thích cho anh em Tại vì là ngày xưa mình cũng như anh em, mình cũng thắc mắc rất là nhiều như anh em à. <cười> <cười> Ôi giời rồi. Anh em nghe rõ cho mình nhé, mình sẽ nói kỹ hơn này Lý do, một lý do nữa là nó sẽ như thế này Đấy, ví dụ như mà anh em tạo tài khoản tài khoản đó nhé ví dụ như mà anh em tạo tài khoản cá uyên ấy mà anh em tạo anh em tạo tài khoản này mà cái số tài khoản mà à không cái số điện thoại mà anh em liên kết đấy thì anh em liên kết đúng cái số tài khoản của anh em nhá anh em nhớ cho mình cái điều này nhá liên kết đúng cái số tài khoản của anh em và anh em nhớ kỹ cho mình nhá sống à, trong à, chúng ta ở Việt Nam này ấy, thì không phải là anh em mà chỉ có một cái tên nó khác đâu anh em nhé À nó vẫn có rất là nhiều nơi mà tên nó giống như anh em. Đấy, cho nên là <laughs> người ta tem cũng giống như anh em này. Đấy, Để số tài khoản nó cũng dùng chung ngân hàng của anh em. Thế thì anh em lưu ý nhá, có những tựa game ấy có mình cũng không mình cũng không dò làm đâu. Nhưng mà mình biết là có những tựa game ấy thì họ xem là nếu mà à, có nghĩa là có nghĩa là cái tem tài khoản ấy, cái tên của chúng ta mà chúng ta đã liên kết rất là nhiều tài khoản rồi. Đấy, thì nó sẽ tính là chúng ta gian lận nhá. Nhưng mà không phải là hầu như là nó ít khi nhá, ít khi xảy ra với cái điều này. Và một điều nữa là nó sẽ như thế này anh em ạ. À. Một điều nữa ấy, là do anh em lợi dụng à, quá nhiều của game nhá. Đối với dòng game Ewin thì anh em chỉ nhập được à, anh em chỉ nhập được cốt một lần thôi. À, nhưng mà đối với cái cái dòng game nó giống như game à, cao à, KU789 này. À, với như con game mà à, Food 789 này. Nếu mà anh em nhật anh em lưu ý là những dòng game đó thì anh em sẽ nhật được rất là nhiều cốc vào nhé Ví dụ như hôm nay mà anh em nhiều một cái cốc sao mà ngày mai anh em vẫn nhận được một cái anh em ạ à, Có nghĩa là mãi mãi đi vẩn vẫn mãi mãi đi anh em vẫn nhờ được cốc từ àm, từ game nhé à, Ví dụ như mà mình mua thử game thì mình tặng cho anh em thì hôm nay anh em cũng nhận được ngày mai anh em cũng nhận được Cơm. cho nên là dùng game đó ấy thì nếu mà anh em dùng quá là nhiều tiền của game thì số à, tài khoản của anh em sẽ bị khóa nhá sẽ bị khóa tại vì chúng ta lợi dụng tiền khuyến mại của game rất là nhiều cho nên là người ta sẽ bị khóa tài khoản là đúng nhá, chứ không phải sai đâu anh em ạ. À. đấy à, và dòng game anh em biết rồi, dòng game mywin này ấy, thì cái mục nhật cốc thì nó chỉ nhận được một lần thôi, có nghĩa là một người chỉ một tài khoản chỉ nhật đúng một lần thôi. Đấy, cho nên là chúng ta ít khi anh em ạ, à, ít khi nó chúng ta rút tiền mà nó bị hoạt trả hay là nó thất bại anh em ạ. À. và mình nói luôn một điều là à, mình cũng chưa mình cũng chưa thử đâu mà mình mình có mình có quên biết một thằng bạn bạn này là nó nói cho mình là bạn này có bốn tài khoản cao pin có nghĩa là ví dụ như mà tài khoản thứ nhất của bạn đấy liên hệ ngân hàng à liên kết ngân hàng agribank ngân hàng tài khoản thứ hai thì bạn ấy liên kết à, cái ngân hàng cao đấy thứ ba là liên kết ngân hàng mb đấy. thứ tư là bạn ấy liên kết à, cái ngân hàng cái gì nhỉ cái ngân hàng cái gì mình không, mình không nhớ nữa nhá có nghĩa là khắc bốn ngân hàng bốn tài khoản mà nó khác bốn ngân hàng nhưng mà cùng đúng một cái chủ tài khoản mà bạn này vẫn chơi xuống bình thường nhưng mà đối với anh em lưu ý nhá đối với dòng game mà um, nó giống như game cf 68 và game 68 tám ăn sáu tám bài câu bảy hay là phút bảy ấy. đấy đối với những dòng game này là anh em không làm được anh em nhá anh em không làm được anh em ạ à. và điều này là mình chia sẻ thật lòng là anh em đừng có tẩu nhiều tài khoản anh em ạ à. và mình cũng không biết là tại sao mà anh em lại thích tẩu nhiều tài khoản anh em ạ à mình là mình nói thật là chúng ta tạo nhiều tài khoản là cũng không 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 được cái gì đâu anh em ạ. À. Tại vì kiểu gì kiểu chúng ta vẫn phải nạp tiền vào chơi mà anh em ạ à, đúng không? À, anh em tạo ba tài khoản thì anh em cũng phải nạp ba lần vào đúng không? Mà ba lần số tiền đó mà nếu mình nạp vào một mà, một tài khoản mình tạo một tài khoản mình nạp đúng một tài khoản thì mình vẫn giúp bình thường mà. À, mà tại sao mà cứ nhiều người mà nó cứ um, <laughs> anh em cứ thích thích như thế nhỉ? Đấy, mình là mình là một người chơi game mà lâu rồi mình chia sẻ thật lòng cho anh em là những cái gì mà mình chia sẻ ra từ cái mồn của mình ra nhá như cái gì mà mình nói là lý do như này như này như này là em giúp không được tiền. Là do anh em hết nhá, chứ không phải do game. Nhưng mà anh em lưu ý vẫn có một trường hợp nó vẫn do game nhá. Có nghĩa là như này anh em ạ. À. <laughs> có nghĩa là à, nó vẫn có nhiều tài khoản anh em ạ, à. nó vẫn có những tài khoản mà chúng ta chơi rất là sạch luôn mà nó vẫn chết bình thường anh em ạ. À. Cái lý do này là mình nói thật là chắc cái này là do game anh em nhé, chứ không phải do chúng ta anh em ạ. À. Tại vì là như này, có nghĩa là chúng ta giúp à, Ví dụ như mà anh em chơi từ 50k mà lên tầng à, 100k đi Mà chúng ta giúp thì nó vẫn thất bại bình thường anh em ạ à. Nhưng mà nó chỉ có một, mấy cái dùng game thôi Và không phải lúc nào anh cũng gặp cái trường hợp đấy đâu anh em nhé Ít khi anh em gặp phải anh em ạ à. Đấy, ok nhé Và những gì mà mình chia sẻ cho anh em ấy Mình mong rằng anh em xem rồi là anh em phải hiểu anh em ạ à. anh em phải hiểu là nhớ phải nhớ cho mình là à, chúng ta cùng nhau kiếm một đồng tiền đấy Ê, thì làm gì thì làm anh em ạ à. <laughs> cái nào không hiểu cho lắm là anh em không nên uh, chơi lung tung nha yeah. không nên chơi lung tung bắn lung tung anh em ạ à. đây là những điều mà mình nói là chỉ có mình chia sẻ cho anh em thôi chứ người khác là mình không biết là có chia sẻ cho anh em hay không nhé dạ. <laughs> à, mình sẽ liều một ván là mình sẽ nghỉ luôn anh em nhỉ thôi nhé liều, liều cứ liều anh em ạ à. <laughs> và những thắc mắc giúp tiền thất bại của anh em thì mình trả lời rất là nhiều rồi anh em ạ, à. chỉ có những trường hợp này thôi anh em nhé. Tại vì game nó à, sẽ khác nhau. Ui giời ơi lại chết mẹ rồi. Đấy, những trường hợp thì à, nó sẽ không giống nhau. Anh em biết rồi đấy. À, game thì à, nó cũng là con người như chúng ta thôi. Đấy, cho nên là có nhiều lúc mà ví dụ như mà mình từng nói cho anh em đấy, có nhiều lúc mà chúng ta ăn rất là nhiều tiền của nó thì nó quá tài khoản của chúng ta bình thường. Anh em ạ. À. Ví dụ như mình này <laughs> Mình ăn rất là nhiều tiền của game quy quy Cho nên là bây giờ tài khoản của mình đó Nó không mở được rồi anh em ạ à. <laughs> Ok nhá Và chắc là mình cũng nên nghỉ ở đây thôi Anh em ạ à. Ok nhá